Ngày mới Tuấn xin mến chào đại gia đình thân yêu trên kênh YouTube của Tuấn Container. Rất vui được gặp lại cả nhà. Thì hôm nay cũng rảnh rỗi, mới đi xe về cũng nghỉ xả chết 1 2 ngày. Mấy nay thức đêm nhiều quá, mệt quá. Thì hôm nay Tuấn chuẩn bị cắm gà nè, và khoai lang nè, và trứng vịt nè. Giờ Tuấn sẽ làm mồi để đi câu. Và đây là một bịch cám tăng. Cám này là cám câu cá rô phi với diêu hồng, nhưng mà mình làm mồi tổng hợp luôn, cá gì cũng ăn hết, xuống sông câu mà. Với đây là một bịch bột mì để cho nó kết dính lại, và một bịch trứng vịt đó. Thì bây giờ Tuấn sẽ trộn khoai lang này với cám, cám với khoai lang với trứng vịt với lại bột mì, với lại đây là bịch bột và sữa ngũ cốc đó, mình sẽ chạm chung, trộn chung lại hết, gọi là câu cá tổng hợp đó cả nhà. Đó, đủ loại mồi hết luôn đó. Thì cái này Tuấn cũng học ở trên mạng thôi, chứ thực ra Tuấn cũng không có biết gì rành về cái này lắm đâu cả nhà. Thấy người ta làm thì Tuấn học theo thôi. Đó, thì bây giờ Tuấn sẽ trộn đây. Để cho một ít cám câu cá riêu hồng, cá rô phi vô này, với cám gà trộn chung vô này. Rồi. Và một ít bột ngũ cốc nữa. Rồi mình sẽ cho một trái trứng trứng vịt vô trước đi. Trứng vịt đó thì nó sẽ cá lăng nó ăn rất là nhiều. Rồi mình cứ trộn ba thứ này lại với nhau, mình bóp chung lại hết. Xong rồi là cuối cùng là mình sẽ bỏ bột ngũ cốc và bột mì vô để cho nó kết dính lại, vậy thôi. Rất đơn giản thôi cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ bóp đều lên hết nha, bóp mình trộn đều lên hết. Cuối cùng là mình sẽ cho bột mì và bột ngũ cốc vô để cho nó làm kết dính lại. Trứng gà là trứng vịt đó là có độ tanh thì cá lăng nó sẽ ăn, còn cám với lại khoai lang là sẽ có cá chép và cá rô phi, gọi là mồi tổng hợp á. Bây giờ mình cứ bóp lên, bóp nhào, khi nào mà nó kết bính lại với nhau lại hết rồi gọi là xong thôi cả nhà, là ok thôi, là đi kiếm thôi. Câu cá chủ yếu là mình giải trí là chính thôi đó mọi người, chứ thực ra không có là gì hết, mình đi lên ngắm cảnh khám phá nơi hoang vu luôn. Cái thác này nó cũng đẹp lắm. Bây giờ mình cho ngũ cốc vô luôn nè mọi người, cho nó có độ kết dính. Nếu mà lúc ăn ngũ cốc mà không đủ kết dính nữa, mình cho thêm bột mì vô nữa. Ủa, ngũ cốc thơm quá, gọi là cái mồi này là gọi mồi tổng hợp luôn á, cá gì cũng ăn được hết. Rồi bây giờ mình làm mồi nha cả nhà. Rồi, có gì lát nữa vô điểm câu mình sẽ quay tiếp cho cả nhà coi. Làm mồi câu xong rồi, bây giờ Tuấn và anh Vũ chạy tới đây là bến đò Nam Nghĩa nha mọi người. Bây giờ đi qua đò để đi qua thác Thượng này. Đây trên trên bè đây người ta nuôi cá rất là nhiều đó, cá diêu hồng rồi cá lăng rồi cá lóc đồ này kia, người ta nuôi trên bè này rất là nhiều. Đây là những cái bè cá đây. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia bờ bên kia để đi cái đường qua thác Thượng á. Đang đi đò. Nó cũng là cái sông này luôn à. Sông luôn. Thì cái sông này nối liền với thác Thượng anh. Đúng rồi. Thác Ba Giọt rồi luôn á. Nó xuống khoảng mấy cây. Nó thì xuống nếu tới đường sông này á. Cái này đâu đò một mình đi đò về là tính sao? Bao nhiêu? Đò này là cứ một xe ra hai người là 10 ngàn. À nãy mình anh đưa 10 ngàn hả? Rồi. Qua Tết Tết trong mình ngày Tết thì nó mắc hơn. Tết hai cũng cũng cũng, cũng rẻ chứ không mắc, nói chung cũng được. Mấy bè cá được quá trời luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến thác Thượng sẽ quay tiếp cho mọi người coi nha. Thác Thượng nó đẹp như thế nào nha. Đây là phà nè, ngay bên phà luôn các bạn ơi, cá kìa. Ghê chưa? Đó. Mình vừa xuống phà luôn là thấy bầy cá đẹp quá, đẹp luôn nè. Nha. Cái con cá diêu hồng nha các bạn nha, nó dạng ghê không,
mình đứng kế bên mà nó còn không sợ luôn mà. Thôi lên phà đi thôi. Anh em mình tới khách thượng rồi nha mọi người. Ở đây giờ vô kêu cái lẩu. Kêu cái lẩu nhỏ thôi, lẩu hai người. Cũng có một cỡ thôi. Lẩu dương hồng, cái này là lẩu hồng mà cá dương hồng hết rồi. Giờ chỉ còn có lẩu hải sản với lẩu bò hả? Có đầu xào nữa nè. Giờ mình đi kiếm điểm câu ha. Cuộc khác trễ đẹp quá. Thôi nè, có cái đồi nào. Ủa, cái này là gì em? Còn món này món gì đây? Đây là cá nướng hay nướng cá nướng hả? Cá lăng nướng luôn hả? Ủa, có cá lăng nướng kìa. Ngon ha. Chỉ có lẩu thôi. À, xin chào, lỡ có cá lăng đem lên cho em nướng ha. Nhưng mà đặc biệt, em chỉ cho anh điểm câu đi. Anh mới vô đây lần đầu rồi. Đi đường nhà em lên được luôn hả? À, mình đi bộ luôn hả? Đi đưa theo đường đá luôn ha. Cảm ơn em nha. Đang làm món lẩu à. Nãy mình rộng vô trong riêng một cái lồng ở dưới hả? Con này chắc cũng phải 2 kg không? Này bán nhiêu 1 kg chú? Làm món 300 kg. 300 kg. Cá lăng to quá. Đây gọi là cá lăng đuôi đỏ đó. Giờ người ta ở đây có dịch vụ nấu ăn luôn. Đó, để sẵn ở dưới mấy cái rộng sẵn ở dưới mấy cái hồ mọi người. Đó, cứ làm cứ tính 1 kg là 300 ngàn á. Ngon quá. Combo. Combo. Con này đặc biệt là nó có 2 cái râu rồi. Rất là độc. Đó. 2 cái râu giống như 2 cái anten đó. Cả nhà bây giờ mình ra cần đang ở giữa dòng thác lớn luôn nè. Giờ hôm nay mình sẽ câu cá mà không biết cá gì hết, chơi mồi tổng hợp luôn. Câu được thì câu, câu không được thì lên kia làm cái lẩu. Gọi là đi giống như đi du lịch xả chết đó cả nhà ơi. Cái tiếng thác đó ồn, mọi người nghe có nghe thấy Tuấn nói gì không? Không nghe thì thông cảm cho Tuấn xíu nha. Thì hồi nãy Tuấn có làm một bớt cáp luôn và bây giờ đi xuống đây và bây giờ thác lớn quá, không biết có câu được không? À, bây giờ câu được thì Tuấn đem về Tuấn cất để dành bữa nào rảnh thì câu tiếp đó. Bây giờ Tuấn sẽ gắn mồi vô nha, câu đây thử coi sao. Mồi này là mồi tổng hợp á. Để lại đi. Con cá có thôi. Cá nào bị cá bự nó lôi đi luôn không? Lôi đi luôn quá. Bị điểm với nó đó anh. Ngay chỗ nước ấy đó. Không thấy cá ăn yết gì hết mọi người ơi. 6 mấy ký kìa. Đó, cá màu xanh, màu vàng, màu. Cá đang bơi kìa. Có con cá kìa mọi người ơi. Cá 60 mấy ký luôn á. Câu cá này chắc được đó. Đưa lưỡi câu đây. Luôn nghe Tuấn đem đầy đủ hết á mọi người nè. Dao mèo nè, rồi cần, rồi máy, rồi đầy đủ hết. Không thiếu gì hết á. Nhưng mà thấy điểm câu này thấy thất bại rồi. Mồi rồi bó nguyên cục luôn. Làm nguyên cục mồi luôn. Chắc có lẽ đi cái này chắc đi tham quan cho biết thác Ba Giọt thôi chứ. Câu là thua rồi. Nãy giờ ngồi cũng gần cả tiếng rồi mà chưa thấy con nào ăn hết. Thôi chắc kiểu này chắc rút quá mọi người ơi. Lên kia làm xì rượu anh Vũ hả? Cái quán này hồi nãy vô là gọi là tên gì anh? Hình như vô đây chỉ có một quán này thôi hả? Đúng rồi, vô đây có một quán này thôi. Tên gì cũng quên, hồi nãy không để ý. Cứ để ý là em gái đẹp thôi. Đúng rồi. Em gái đẹp kêu hỏi đi em ơi. Đi câu rồi đi bạn gì ra đó em nói vừa kêu nhớ em đó. Đó. Câu đây là thất bại rồi người. Hình như mình đi sai chỗ rồi đó.
mến chào cả nhà. Thì hôm nay hai anh em đi xuống đi câu cá, nhưng mà xả chết mấy ngày nay chạy liên tục á, chạy liên tục thức đêm, cứ 12 giờ đêm 1 giờ sáng. Bữa giờ cũng đuối lắm rồi, thôi hôm nay xuống xả chết bữa. Hai anh em xuống xả chết. Có lúc nào đi theo cũng đem theo cây bảo bối này. Bảo bối này để biết làm gì mọi người, để đi câu cá như khi mình đào trùng nè, hay là gọt trái cây rồi đó. Cái bảo bối này rất là tận dụng. Thì hôm nay anh em có kêu qua cái lẩu hải sản cả nhà. Đó. Với một con gà hấp nữa. Anh em đang làm. Gà đang làm. Bây giờ anh em ngồi ngay đây là một giữa một cái dòng thác, gọi là thác Thượng á. Thác này là thác Thượng rất là nổi tiếng ở đây, là thuộc xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì cái chỗ này nếu mà ai là người dân ở đây thì sẽ biết cái chỗ này rất là nổi tiếng. Lát nữa đi về Tuấn sẽ quay chi tiết cái đường đi cho mọi người coi. Đây xung quanh đây là người ta cây tre, cây nứa rồi rất là nhiều nè. Rồi ở đây là người ta trồng cây điều, xoài, cây ăn trái, bưởi, rồi mít, rồi sầu riêng, nói chung là đủ các loại trái, thể loại trái cây là tập kết ở đây hết. Hôm nay thì người ta cắm trại rất là nhiều. Ở trên kia có những cái chòi mà hồi nãy hai anh em ngồi trên chòi rồi, nhưng mà thấy ở trên chòi đông người quá mình cũng ngại, nên là xuống đây ngồi cho yên tĩnh quay cho tiện. Loại thứ hai đó là đang mở nhạc luôn. Với lại dính bản quyền có nhạc nữa. Thì năm mới Tuấn không biết nói gì hơn, xin kính chúc tất cả những mọi người gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Này anh có đem bia theo không? Có mấy lon. Thì anh Vũ là chuyên bên lĩnh vực chạy xe khách nha cả nhà. Anh là bằng lái dấu E, tất cả các loại về thể loại về xe khách. Thì hôm nay mình sẽ có một cuộc trò chuyện tâm sự về anh Vũ này sẽ như thế nào nha cả nhà. Nếu mà anh em nào mà có nhu cầu về bên lĩnh vực xe khách thì liên hệ cho anh Vũ, anh em có thể trực tiếp giao lưu. Thì hôm nay hai anh em mình xuống đây thì sáng Tuấn có chuẩn bị theo một luộc một nồi khoai lang. Đây khoai lang của nhà Tuấn này. Khoai lang mập nè. Khoai lang mập đó. Tuấn luộc theo khoai lang để đi câu cá. Giờ cá không ăn rồi Tuấn ăn khoai lang luôn. Trong đây là mình cũng giới thiệu luôn nè, bánh mì. Bánh mì mua ở ngay 5:30. Anh em ăn. Anh em mua mà chưa ăn nè. Được con nào hết? Có mực nè. Có mực, tôm đó nè. Mực tôm nhìn ngon quá, hấp dẫn. Cái này không phải là quay khoe ăn uống nha cả nhà, cái này là mình review để vui vẻ thôi, gọi là để xả chết á trong một năm làm việc cực khổ. Nói chung là từ đầu năm giờ anh em mình cứ chạy miết rồi. Chạy miết luôn. Và bây giờ không được nghỉ Tết luôn. Coi như bữa nay mình ăn bù đi. Hôm nay là mùng 8 mùng 9 rồi. Coi như bữa nay mình nghỉ Tết đi. Nghỉ Tết. Nghỉ Tết mới được nghỉ Tết người. Người ta ăn xong rồi tới mình ăn á. Cái này có đậu phộng nữa mọi người, mình mua ở trên đường á, mua ngoài tạp hóa. Đậu phộng nữa ngon. Đây con gà nữa. Đây. Có con dao mèo nữa mọi người. Dao mèo này để gọt trái cây với đào trùng, nhiều khi đi câu cá để đào trùng. Một chút gọt bưởi. Chút nữa gọt bưởi nha. Đây có một con gà này, anh Vũ có kêu con gà này là gà hấp gì quên rồi. Hấp rượu. Hấp rượu ha. Đúng rồi. Gà này gà hấp rượu nè mọi người. Gà nó vàng đã không các bạn? Nhìn ngon quá. Đây là đây là muối tiêu chanh nè. Nước mắm nè. Gỏi nè. Đó, ăn mình, đi ha, đẹp không? Mình thích ăn cái gì mình ăn. Gỏ chuối ngon, đặc biệt là gỏ chuối ăn rất ngon. Nhìn rất là hấp dẫn luôn á cả nhà ơi. Coi như là bữa nay ăn Tết bù đi ha. Mọi người thông cảm nha, lâu lâu Tuấn quay video ăn uống cái mọi người thông cảm nha. Mọi người coi thì có gì bỏ qua. Đó, thêm một cái bàn nữa, đó là chị chủ quán đó. Quán này là quán ở Thác Ba Giọt nha. Rất là ngon. Rồi bây giờ mình khai trưa, khai màn đi anh. Khai màn, đúng rồi. Người ta ăn Tết đó là 29-30 người ta đã ăn rồi. Còn anh em mình á, tới mùng 9, mùng 10 mới ăn. Nhìn hấp dẫn quá. Coi như anh em ăn Tết đi, ăn Tết muộn đi. Anh em ăn dậy chứ vài bữa nữa, anh em mình chạy liên tục nữa. Anh em mình tranh thủ thời gian rảnh mình nào ăn đi. Đó, ngon mọi người. Rồi anh em nghỉ bữa cho nó xả chết cái đầu óc, bao nhiêu muộn phiền bỏ qua đi. Rồi bây giờ thì bia thì cũng đã lên.
gà thì cũng đã lên mâm đó, cả nhà thấy không, đầy đủ hết rồi. Thì bây giờ anh em này cũng cho vô miếng lẩu này, rau thảo, rau đồ, mực đồ, ngon quá không, gà đồ này đó, gà này gặp rượu nha cả nhà. Vũ làm miếng anh Vũ rồi. Thử thưởng thức cho cả nhà coi cái quán này như ngon không. Mình sẽ làm một cái gan nha các bạn nha. Dạ. Các bạn thông cảm nha, cái này mình rửa tay sạch sẽ cho rồi. Rồi. Bóc đi. Rồi. Chúc mừng năm mới đi anh em. Ly nè. Rồi, mời cả nhà một ly. Rồi, mời cả nhà một ly nha. Rồi, xin mời cả nhà. À, anh Vũ là anh chuyên chạy bên xe khách đó cả nhà. À, nói chung là anh là bằng e chạy chuyên dạy xe khách, thì anh sẽ làm những cái du lịch rất là hay, mà anh hay thích quay những ẩm thực ngon. Ngon anh. Rồi mời cả nhà. Em muốn tí chanh nè. Ngon. Thôi bây giờ nói chung là cũng quay khá là nhiều. Bắp chuối nè các bạn. Làm miếng bắp chuối nữa anh. Đó. Ngon. Quá tuyệt vời, hai anh em này gọi là đi xả chết đó. Bên đây nữa nè. Còn một mâm nữa các bạn nha. Đây mâm khoai lang. Khoai lang bánh mì nè. Khỏi sợ đói luôn. À mình ăn bù mấy ngày mà mình anh Vũ có ý kiến gì cứ tâm sự đi. À. Thì nói chung thì cũng năm mới cũng chúc cho tất cả các bạn dồi dào sức khỏe. Tiền vô như nước đổ, tiền ra như giọt cà phê. Ai cũng thích điều đó hết. Nói chung là có sức khỏe thì là trên hết. Chào cho các bạn có sức khỏe dồi dào. Dạ. Rồi bây giờ anh em mình xin phép với cả nhà ngồi nhậu tâm sự nhau xíu. Rồi có gì lát nữa quay hay quay tiếp cho cả nhà coi. Khung cảnh đây quá là thơ mộng luôn. Làm thử miếng đùi nãy giờ, miếng đùi nãy giờ ăn chưa hết nữa. Đùi dai quá, thịt gà dai quá cả nhà ơi. Thịt gà tập kim à. Hả? Gà tập kim. Gà ta. Tập kim hả? Tập kim. Gà cũng... chơ tạ nè. Gà chơ tạ luôn không? Gà chơ tạ. Dài quá. Cái làm cái giỏ. Đừng ai ném đá Tuấn nha, tội Tuấn nha, lâu lâu quay ăn uống phải chết bữa thôi nha. Đúng vậy, là mình có cái không gian riêng cho mình. Chứ mấy ngày nay là mình chỉ đi ăn ké anh ta thôi. Chứ Tết mình đã được ăn đâu. À, Tuấn cũng tâm sự thật với cả nhà luôn là thiệt ra là đi chợ khách đi á. Chợ khách đi á thì Tuấn đi ăn ké với người ta thì thật sự là tâm lý nó không được thoải mái. Mình chỉ ăn cho người ta vui thôi chứ vui. Chứ mình không được tự nhiên á cả nhà. Không được tự nhiên giống như là mình ăn của mình. Mình đi theo người ta thì mình không được tự nhiên. Nói thiệt mình cũng hơi e rè hơn ngại. Quản lý xe với ấy điện. Nghe bạn ơi. Chưa. Đổ nợ. Ừ, đổ nợ từ năm ngoái tới giờ chưa gỡ lại vốn nữa. Tài xế chạy xe nào, xe mắc phọt hay xe nào? Đi để ngồi nghỉ đó hả? À rồi ok, để coi có nào giới thiệu cho chạy. À sẵn bây giờ đang quay video luôn nè. Bên đây quản lý xe Hoàng Hải Đăng đang điện cho Tuấn đây, thì đang cần một tài xế xe chạy xe cánh ca đi chạy cảng nha mọi người. Mức lương thì thu nhập ổn định, ok. Đang ngồi dưới thác, đang quay video. Đang đi mấy nay chạy du lịch bạn ơi. Thì số điện thoại bạn là số mấy mà bạn đọc giùm mình nghe. 09 mấy quên rồi. 093 207 3969. Rồi đọc lại nè. 093 207 3969. Là Thịnh, quản lý công ty Hoàng Hải Đăng. Hồi trước Tuấn chạy đang cần một tài xế chạy xe cảng cách ca đì đời 2010.
Anh em nào sẵn qua video này, anh em nào vô tình coi được thì có ai có nhu cầu chạy thì liên hệ cho Thịnh để vô nhận xe chạy luôn. Rồi, ok. Giờ mình đang review, đang ở trên một cái cảnh thác các bạn, đang quay cho cả nhà coi. Thác Thượng ở trên rừng, trên rừng trên rú. Rừng Đồng Nai. Rồi có gì tối về mình điền lại cho bạn nha. Rồi rồi, ok, chào bạn. Rồi rồi rồi, cảm ơn bạn. Chúc bạn vạn sự như ý nha. Đây là quản lý hồi xưa em chạy, em nhờ kiếm tài xế. Rồi. Thì Tuấn nói thiệt với cả nhà, Tuấn là cũng là một trung tâm môi giới việc làm, giới thiệu việc làm. Ai khó khăn, ai thất nghiệp, Tuấn chỉ hết. Tuấn biết chỗ nào Tuấn chỉ hết, và anh Vũ cũng vậy luôn. Anh Vũ chỉ là một tài xế thôi, nhưng mà ví dụ như chạy xe thì anh Vũ cũng giới thiệu cho nhiều người không? Đúng rồi. Ai thất nghiệp thì mình giới thiệu, chứ mình cũng không phải là một cái chủ xe hay gì hết. Nhưng nếu một ngày nào đó mình là một chủ xe, mình một cái mình không phải là làm về xe, làm vấn đề khác, thì mình sẽ cũng đi giới thiệu hết tất mọi cả mọi người. Gọi là chia sẻ hết. Đó. Thì cái nghề này đa số thường là anh em giới thiệu là nhiều. Rồi. Mà thì như cái xe Tuấn đang chạy là cũng là anh Vũ giới thiệu cho Tuấn đó. Anh em quen biết nhau rồi chỉ qua chỉ lại đó. Chứ còn Tuấn đâu có quen ai ở đây đâu đó. Thì nó vậy. Còn ai mà muốn chạy du lịch thì liên hệ anh Vũ. Trung tâm chuyên về du lịch đó. Đi các điểm du lịch. Nói chuyện hồi anh Vũ ăn hết luôn lát nữa. Tuấn đói luôn á. Thôi tranh thủ rồi, tranh thủ. Tranh thủ rồi. Nói nữa đi, nói nữa. Mình lợi dụng cơ hội. Cái này ế chắc luôn à. Rồi, mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Được. Gần đây ông cô à, gần cháu đi cắm trại hả? Cháu gái đẹp gái quá. Chào con, nó biết bye bye luôn hả? Con vui ha. Đấy, về những gia đình đi cắm trại xung quanh gần đây luôn hả cô? Dạ vui quá. Hình như cô có nãy thấy có đứa con gái mà. Có đứa con gái mà. Không. Gái có chồng rồi. Không, có một đứa. Hai đứa có chồng rồi. Có. Có chồng rồi. Việc nào cuộc thì nó cũng có lúc tàn á cả nhà. Thì bây giờ anh em cũng hết rồi. Còn cái đùi gà. Còn miếng này nữa. Còn anh em lại còn nữa nữa, mọi người nữa đi nữa rồi à. Cũng xin chắc cũng tàn cuộc à. Thì hôm nay cũng có một số lời tâm sự với cả nhà về cuộc đời tài xế. Cuộc đời này kia nói chắc thì tất cả mọi người ai cũng sẽ trải qua hết. Anh Vũ có cái gì về những gì niềm vui nỗi buồn gì trong nghề tài xế xe khách bao nhiêu năm nay thì có thể kể mọi người nghe không? Có chứ, mình có nhiều chứ, nói chung là ai cũng vậy á. Cái thời gian mà ví dụ như cầm trài cầm tài á, thì cũng phải có vui và buồn, nó trải qua mình á, cũng nhiều chứ. Nhớ thì không nhớ hết đâu đâu. Bây giờ thì mình nói kể gì cái hoàn cảnh của mình này, vì sao mà mình vô cái nghề tài này. Hồi xưa thì chú biết sao không? Hồi xưa thì lúc còn thanh niên á, lúc còn thanh niên á thì nói chung mà mới lớn lên là khoảng chừng 19-20 tuổi á, là nói chung là cái lúc là thanh niên mới lớn lên mà nó chỉ biết ăn chơi thôi, sống như ca sĩ vậy đó. Rồi. Nhà thì không có điều kiện đâu, không phải là nhà có điều kiện, nhưng mà cái tuổi bồng một á, cái đi chơi cái tối là đi chơi theo bạn bè vậy đó, thì tối thì sáng thì về ngủ vậy đó, thức về đêm không à, không làm gì á.
rồi xong cái ông bà già thấy vậy mà chuẩn bị lớn rồi đó, tự nhiên lớn lên rồi cấp chuẩn bị phải có cái nghề nghiệp nào trong tay. Dạ. Rồi ông mới kêu đi thôi đi mày ra mày học đó, ra mày học cái nghề nào đó đi rồi để sau này mày nuôi thân mày. Rồi cái xong mình cũng chả biết học cái nghề gì, không biết học cái nghề gì. Cái xong cái ra ngoài trung tâm huyện á, là có một cái trường trung tâm đào tạo dạy nghề. Xong cái mình vô mình mấy thằng bạn nó cũng rủ ra mà học, đứa thì học thú y, đứa thì học gì bên vi tính, đứa học bên sửa xe. Cái mình không biết học cái nghề gì, mấy không có cái nghề nào mình yêu thích chân á. Cái cuối cùng cái ông bảo vệ ông nói mày đi đâu ạ? Cái nói giờ con đi học nghề, mày học nghề gì? Giờ con không biết học nghề gì nữa. Cứ gù vậy. Hỏi học nghề gì không biết học gì, cái ông nói, ông mới tư vấn, ông nói mày còn thanh niên á, mày học lái xe đi. Thanh niên nên học lái xe, đừng học sửa xe. Học lái xe. Sau này gái dữ lắm. nghe là mình phái là không? Con nói trời ơi thanh niên á, mày thấy mày lên mày lái xe là con gái nó thấy là nó kết mày liền á. Mày không giàu nhưng mà không bằng người ta, nhưng mà mày lái xe là con gái nó thích lái xe hơn là nó thích càng giàu. Mình nghe ông bảo vệ ông tư vấn mình vậy mình cũng thích. Nói chung là mấy cái nghề kia thì không có nghề nào mình chọn hết chứ. Họ có đăng ký vô học luôn. Mình cứ kể chuyện đi cho khán giả nghe để em gọt bữa cho nè. Xong cái đồ lông đau gọt bữa cho nè. Xong cái thôi vậy thì nghe ông bảo vệ ông chỉ vô đăng ký học. Thì năm đó mình còn nhớ mà. Thì mình học ở mình hộ khẩu mình ở Định Quán nha các bạn. Thì trung tâm với trung tâm đào tạo học nghề thì ở Định Quán, cái mình vô cái học là mình lúc đó cái thời điểm đó là gọi là được miễn phí nè. Bộ đội xuất ngũ học miễn phí luôn. Và được cấp tiền một ngày là 10.000. Hồi đó 10.000 ngon lắm à. Hồi đó là năm 2003 là đi làm phụ hồ là chỉ được có 20.000 một ngày thôi đó. Hồi đó là 2003 hả? 2003 là được 20.000. 20.000 một ngày. Mà mình học thôi, chỉ việc học thôi là hai mấy năm rồi chứ. Là nhà nước tài trợ cho mình là ngày 10.000 là cũng như bằng nửa ngày đi người ta đi làm phụ hồ đó. Chỉ việc ngồi ăn học thôi đó. Đó là được tài trợ nè. Con chính sách, mình là không phải là bộ đội xuất ngũ, mình là con chính sách. Ông già là thương binh đó, thấy không? Yeah. Ông già là thương binh đó. Đó là được con chính sách, chứ là bộ đội xuất ngũ là được cũng được luôn. Đó. Thì mình cho mình học cái xong cái mà hồi đó nó sự học xong ra bằng có bằng lái á, không có sự quan hệ, không có mối quan hệ ai chứ á. Yeah. Phải có đi lơ mới chạy được. Phải có lơ người ta mới cho chạy. Mà hồi đó quản lý tài xế khó lắm. Yeah. Cực lắm. Là biết sao không? Là muốn nhận tài xế vô chạy là phải có bằng là bao nhiêu năm người ta mới nhận, có kinh nghiệm là thử tay nghề chứ không phải bây giờ là có bằng lái là vô chạy đâu. Dạ. Ồ nó quản lý căng lắm, tài xế đó là thất nghiệp rất là nhiều luôn. Hồi đó khó ha. Khó lắm, muốn xin việc tài xế khó lắm. Cái nó coi phải mấy năm nó mới nhận tài xế. Xong học xong cái phải bỏ mấy năm trời, bỏ mấy năm trời đi xuống Củ Chi. Mình chỉ suy nghĩ là mình không có quen anh em tài xế nào cho để đi lơ thì mình chỉ tiếp cận là đi bốc vác. Mình tiếp cận đi bốc vác thì mình xuống Củ Chi á, mình đi vác cám á, theo xe tải á, để mình vác cám vô nhà ta để mình tiếp cận được chiếc xe, mình ngồi trên cabin nó mừng lắm. Đó, mình vác cám, trời vác ghê lắm, suốt ngày vác. Xong cái mình đi vác phân bò luôn. Phân bò mà tướng biết sao không? Ở Củ Chi á, người ta mua bò sữa nhiều lắm. Khu đó nuôi bò sữa nào nuôi heo nhiều lắm, là mình đi vác con bò vác bằng cần xé, cứ vô xúc con bò phút xúc lên xe vác, mà trưa nắng nó thật sự trưa ngang thật, xong á cứ bò nó chảy đầy người luôn, vác cần xé mà nó chảy xuống đầy người, mà ngồi hộp căn hộp cơm ăn là mặt mày cứ bò nó dính ghê lắm. Mà lúc nó có nào niềm đam mê của mình không từ bỏ, mình chỉ có đi cái đường đó là để mình tiếp cận tài xế, tiếp cận xe để mình học cho nó có kinh nghiệm, cho nó có kinh nghiệm thôi. Rồi một thời gian cũng được cả năm mấy á, rồi xong cái mình mới vô taxi. Hồi đó chỉ có taxi á, là nó chỉ có nhận tài xế mới thôi, còn mấy xe khác là không ai nhận. Taxi tổng đa số là tài xế mới vô là tập chạy thôi. Rồi sau vô taxi cái chạy dọt tay nghề,
là đầu tiên vô taxi chạy nha, trời ơi, qua cầu Sài Gòn á, biết sao tay chân rung vậy, tim đập bình mịch bình mịch, qua cầu Sài Gòn rung á. Bằng lái vào nơi xưa bằng lái mà mới có bằng lái đâu có chạy được đâu. Xong cái trời ơi, qua được cầu Sài Gòn cái biết sao không, chạy cái ngày đầu tiên á, ngày thứ hai đó xong á, đánh nguyên chiếc taxi từ ở Sài Gòn chạy về nhà luôn. Về nhà biết sao, cho chòm sớm ta biết, ờ ta đây là tài xế. Ta là tài xế, ta được chạy xe rồi, chạy taxi về tới nhà luôn. Trời ơi, ai cũng nhìn ô thằng đó là tài xế luôn, chạy taxi đó thương hiệu lớn luôn. Hồi đó năm 2000-2003 đó là taxi Mai Linh nó có tiếng đó, nó mạnh nhất ở Sài Gòn. Ờ đúng rồi, Vinasun chống lại nó, nó mạnh ở Sài Gòn lắm. Chạy về nhà hồi thời đó nghề xe còn ngon đúng không anh? Đúng rồi, nhưng mà tài xế bị dạng như bị thất nghiệp nhiều lắm, người ta quản lý tài xế gọi là căng lắm, xe ít mà tài xế thì nói chung là phải có kinh nghiệm người ta mới nhận. Chỉ có bên taxi thôi là chạy vòng vòng thành phố rồi, người ta không cần. Sau một thời gian này rồi anh chuyển lên xe gì? Xe... xong cái mình vô taxi là mình chỉ mục đích là mình tiếp cận đường xá và tay nghề mình. Mình được một thời gian xong cái qua mình chạy chạy con chạy tiếng á, nhưng mà tiếng thì chạy tiếng của nó là bên tiếng là tiếng 7 chỗ. À, nhà xe tên gì anh? Nhà xe thì nhà xe tiếng Xuân Phương Lâm Sài Gòn. Sài Gòn. À, tiếng Phương Lâm Sài Gòn thì do đó thì nó thật sự chung nó tài xế bị ép nhiều lắm. Tại hồi đó nhận á, thứ nhất là nhận tài xế là phải có hồ sơ gốc và ký quỹ thế chân đó. Đúng rồi, thế chân á thì mới được chạy, mới được ôm chiếc xe chạy. Mà đa số vô công ty nó nói thật với các bạn nha, mình tới nhị mình không có nói ra, nhưng mà đa số vô công ty đó thì bị mất tiền là 10 triệu thế chân, là thằng nào cũng đều mất hết, mất tiền không có lấy luôn. Được mất tiền thế chân luôn, mất luôn. Nó kiếm đủ cớ khi mà mình muốn nghỉ ha, là nó thấy mình không được, nó kiếm đủ cớ đủ trò là nó cho mình nghỉ, là nó nói mình vi phạm thế này kia ha, thế kia nọ đủ thứ, là cái tiền thế chân mình mất luôn, mất sạch sẽ 10 triệu. Có nhiều thằng bạn luôn nha, đi kiện cũng không được luôn, mướn giang hồ tới đòi tiền cũng không được luôn. Bên đó nó nói chung là nó ăn chia đủ thứ, nó có sự bao bọc của nó, là biết không, một tháng là nó tuyển biết bao nhiêu tài xế, nó cứ tuyển vô là lấy tiền, tuyển vô lấy tiền. Còn cái hồ sơ gốc của nó ha, một tủ nè, vậy cui luôn hồ sơ gốc, biết bao nhiêu tài xế, một cái bài làm ăn đó. Đúng rồi, là cái tiền cái thu nhập của nó, kinh doanh khách của nó là không có được bao nhiêu á, nhưng mà cái tiền tài xế là cứ 10 triệu một đứa, 10 triệu một đứa, là không đứa nào lấy được hết. Xe đó mình cũng ngại, mình không nói tên ra ha. Đúng rồi, đúng rồi, kỹ mật ha. Đúng rồi, cái đó cuộc sống là tế nhị thì nói vậy cho người ta hiểu rồi. Đúng rồi, tiếng Sài Gòn Phương Lâm đứng thì xe đó, nếu mà anh em nào ở Phương Lâm chắc biết đó, biết nếu mà anh nói ra chắc anh em biết nè. Nhiều lắm anh em nào ở Phương Lâm sẽ biết đó. Không cần nói thật với Tuấn ha, ở Sài Gòn mà cái dân miền Tây luôn, tài xế miền Tây mà nói tới cái công ty đó đó, thằng nào cũng lắc đầu á, thằng nào cũng biết luôn. Một tháng nó tuyển biết bao nhiêu tài xế, còn phải 40-50 tài xế. Tài xế mới ra nghề cũng tuyển luôn. Đúng, nó tuyển đa số tài xế mới ra nghề không. Để mới ra nghề mới có việc cần việc làm. Đó. Nó vô là cứ là 10 triệu một đứa, 10 triệu một đứa. Rồi xong rồi là mất tiền cái quỹ, mất luôn cả hồ sơ. Mà hồi đó ha, ác nhất là hồi đó là cứ cái hồ sơ nào mất rồi á là cái bằng lái đó là quỷ luôn. Không có đổi được. Bây giờ nó bỏ cái lực đó rồi. Nếu hồi xưa là hồ sơ xưa là nó quan trọng hơn cả bằng lái luôn, mất hồ sơ đó cũng như là không có đổi được bằng lái luôn, bây giờ thì bỏ rồi. Thành ra nó lợi dụng vào cái thế đó đó để nó hút máu những anh em tài xế mà gần quá. Anh em tài xế mà mới ra nghề, không có, thứ nhất không có việc làm rồi, thứ hai là hồ sơ mà nói chung là mất là xong. Là cả nhà biết không, đã đi làm tài xế thì người ta không có điều kiện, người ta mới đi làm mướn. Nếu có điều kiện người ta đã làm việc khác rồi không anh, không nhận không, người ta không có vốn. Mà cái Tuấn biết sao không, phải đi kiếm cuộc sống mưu sinh mà, kiếm từng đồng lẻ. Xong cái thời gian đó ha, người mình ta phải tìm mọi cách để mà con chen. Mình trong cái thời gian đó mình tiếp cận đường xá, rành đường rành biết hết rồi, tay nghề cứng rồi, mình ra mình chạy xe dù, mình chạy bằng giả luôn, chạy xe 16 chỗ á, làm chạy bằng giả luôn, chạy xe dù luôn, là chạy tiếng Đà Lạt Sài Gòn á, chạy nói chung là chạy xe dù đó. Đó mình sống trải nghiệm sống với anh em, nói chung là cũng xe dù thì nó cũng rày đây may đó, nó không có ổn định đâu. Sống cứ bữa nào chạy xuống Sài Gòn á, không có khách về đó, cứ nằm lề đường á,
nằm cái hẻm cái góc đó, hầm chỗ nào xe đậu nằm ngủ cho đó trên xe. Rồi lên Đà Lạt cũng vậy, lên Đà Lạt mà không có hàng về á, nếu mà tính là chi phí mà xuống không có hàng đủ tiền xăng tiền dầu tiền tài đó là phải nằm, chạy tới đâu nằm tới đó, tới Bảo Lộc ví dụ như không đủ tiền dầu đó là cứ sang lại chiếc xe khác rồi nằm nằm chừng nào kiếm khách quần khách rồi xong á. Lý do là sao nó xe dù nó quần tới quần lui mà không có khách là không chạy, là lý do nó kiếm đủ tiền dầu là nó mới chạy. Ở trong miền Đông cũng ra cũng vậy, nó ra mà đủ chạy tới Suối Tiên xong chạy ngược lại cái từ Bình Phước, chạy sao mà đủ kiếm có tiền dầu là cái là mới đi, còn không là kiếm một hai người thì sang lại xe khác cho xe khác nó đi. Cũng nói chung là chạy qua nhiều ha. Đúng rồi, rồi nó nhô nó nhiều lắm, nói chuyện rồi, nó đừng đợi về vấn đề mình trong cái thời gian đó là mình có gì về va chạm gì này kia không? Có va chạm thì mình từ đó giờ chưa quẹt này kia. Đúng, ba quẹt thì nhiều nhưng mà có, mình chỉ có nhớ chứ một cái là nhớ hoài không quên là mình có đụng cách đây khoảng chừng 5 năm mình có đụng một ông già ở ngã ba Hồng Dây, nhưng mà chắc là có người độ mạng mình á, chứ còn không là chết. Là lúc đó mình chạy cái tuyến Bình Dương Phương Lâm thì lúc đó là khoảng 1 giờ rồi, 1 giờ trưa, 1 giờ chiều á, là từ Bình Dương mình về tới Dòng Dây, mình chạy tới Gia Kiệm. Chạy tới Gia Kiệm thì có người khách người ta gọi là quay trở lại Dòng Dây rước 5 người. Rước 5 người khách. Thì 5 người khách cũng được vài trăm ngàn rồi. Thì mình mới tới Gia Kiệm là mới bọc đầu quay trở lại. Quay trở lại đặt tóc hành để rước 5 người khách đó. Thì cái chạy chiếc tiếng á, chạy dù á thì mình cũng chạy sao cũng được, nhưng mà chạy vô bến á là mình phải chạy đúng giờ. Mình chạy mà tiếng vô trễ tí xíu là đằng xe sau á là nó cúp đầu quýnh mình luôn á. Nó có quy luật chứ. Bến là có vô bến là có quy luật. Thằng nào ví dụ như này ra 1 giờ, thằng trước nó ra 1 giờ rưỡi thì thằng trước phải chạy sao mà thằng sau mà nó bắt được thằng trước là nó cúp đầu nó quýnh á. Thành ra mình tự Gia Kiệm mà mình bọc lại Dòng Dây đó thì nó cũng phải chục cây chứ bộ. Phải chục cây số đó. Tranh thủ nào quay rước chạy tóc hành rước thì lúc đó mình qua mình từ Gia Kiệm chạy về tới Bắp Đỏ, tới khúc Bắp Đỏ đường nó hơi da vắng, mình đạp cũng nhanh lắm. Thì trước đầu mình là có 2-3 chiếc xe tải luôn mà trên xe ở Dòng Dây nó đổ về Đà Lạt cũng nhiều lắm, móc ra mình qua được 2 chiếc, qua xe tải vượt được 2 chiếc, qua lại xong chiếc thứ 3 tự nhiên vô tình có cái ông già ông xỉu qua đường, xỉu qua đầu xe mình luôn. Xỉu qua đầu xe mình lúc đó mới sao mình đang chạy tốc độ nhanh làm cái đụng phát đúng là đúng vô ổng luôn nha. Ổng mình nhìn kính hậu lại thì thấy ổng quay cuồng nè, là lúc đó là mình con người của mình không biết cảm giác sao là như là nó không còn cái gì hết trơn luôn, rung luôn, sợ luôn, tay chân mặt mà mình không còn miếng máu rồi luôn á, đúng là rung, là mình chỉ ôm đầu vậy thôi nè, mình ngồi trên xe mà ngồi cái tay mình chổi xuống quay lăng vậy nè, tôi chảy xuống quay lăng mà cái đầu mình vậy nè, cái mình la trời nè, trời ơi là vậy đó, làm mấy tiếng vậy. Trời ơi, trên xe này là cũng như là điếc hết trơn luôn rồi. Rồi xong cái mình xuống xe, cái mình nhìn kỹ lại, mình thắng xe lại, thắng đậu ngay chỗ đó luôn. Thì mình thấy ông già nó ông quay vậy nè, ông phải 70 tuổi. Nó có một thời gian như anh chạy thôi, cái chuyện xui rủi thôi. Thì ai cũng sẽ trải qua thôi, cái chuyện đó mình bỏ qua đi. Nó sẽ nghe thấy, em thấy nó. Em nghe anh kể chắc em cũng nhận luôn, em chắc ớn không muốn chạy xe luôn á. Thôi cái chuyện đó thì thôi bỏ đi. Đúng rồi. Chuyện nó xui xẻo mà nói chi, nó tóm gọn này nó ngắn gọn thôi chứ nghe thì kể nhiều nản luôn, nghe nản luôn chứ kể nhiều thì anh em nào cũng phải có sự va chạm. Chuyện đó chạy xe không cửa nào tránh khỏi, không ai nói hay hơn ai thật luôn. Rồi một thời gian anh ra chạy xe bé nữa, nhà xe bé Vương Lâm nữa. Đúng rồi, chạy xe bé thì người ta không phải là người ta trả lương cho mình cố định. Dạ. Cái mức lương á người ta không cố định cho mình mà người ta cũng không có phán nữa. Yeah. Người ta cứ trỏng vậy đó. Yeah. Ví dụ như đi tài lơ mà đi ví dụ như đi về á thì tự tài lơ chi phí luôn. Yeah. Từ chi phí là vô bến nè. Thì đăng tài, tốn tiền đăng tài, chi phí tiền đăng tài, rồi tiền ăn tài lơ ăn. Chi phí ra rồi mình về mình đổ dầu, mình tự chi phí ra. Rồi cái mình về mình chia tiền tài lơ tự chia luôn. Yeah. hai thằng tự chia với nhau là xong, về là nộp cho chủ.
nhưng mà nó cũng có giá làng của nó nha. Ví dụ như thằng xe trước á, về nó nộp 2 triệu, yeah, thì mình cũng phải nộp 1.8 triệu hoặc 1.9 triệu hoặc 2.1 triệu, nó cũng chênh lệch nhau 100-200 ngàn gì đó thôi, chứ đừng có nộp quá là không được. Thì cũng có bữa thì nó cũng về lương thì có bữa thì về có triệu, có triệu mấy, có tùy theo khách lượt. Ờ đúng rồi, có bữa thì về cũng 100-200 ngàn cũng có, có bữa về không có tiền luôn, không có lương luôn. Nhà nó xe bé nhiều xe lắm mà, cũng được hơn chục chiếc ở thành phố này, nhà bé lớn đó, đúng rồi, chuyên dạy Sài Gòn bé với Kim Hoàng. Nhưng mà nói chung thì nếu mà anh em tài xế nào mà vô chạy thì gặp ngay thằng Lơ á mà nó sống được á thì anh em sống được. À, Lơ quản lý hả? Đúng rồi, Lơ quản lý hết tiền cả, nó chi phí hết, mình chỉ biết chạy thôi, mình chỉ biết kiếm khách thôi, thì thôi đó, đợi xuống là nó giá cả là nó là tự nó lấy, nó sống được với mình, nó sống ví dụ như anh em nặng cực khổ á, ăn đôi chia đôi thì được, mà ít con nào mà chia đôi, mình ví dụ như mình được 500 ngàn, nó phải 700-800, nó hơn mình, nó hơn chứ, nó giữ tiền mà. À, nó chứ mà Lơ ông nội trời ơi, Lơ chị dạ không dám nói nó đó, ờ à, nó nói nó lạng quạng nè, nó chửi liền rồi gì đó. Ăn tiền thì cũng nhiều, nói chung là nó ngang với chủ á, tiền lương của nó ngang với chủ á, vui thì nó trả tiền cho mình hơi nhiều chút, còn buồn thì thôi. Đụng ngang thằng Lơ biết sống thì nói chung là ok, còn bị đụng ngang Lơ nè, nó ăn dày là thua. Vui ha, vui ha. Còn xe mình giờ mình đang chạy đây là hợp đồng thôi, có tour nào chạy lúc đó thôi. Đúng rồi Tuấn, hợp đồng đây thì cái chỗ mình đang chạy nè. Trời. Đúng rồi, hợp đồng thì ai kêu đâu đi đó. Đúng rồi, hợp đồng thì nó rất là nhàn, nó nhàn lắm. Thứ nhất là nó nhàn, thứ hai đó là mình thích trải nghiệm khu du lịch. Ờ, du lịch là hay là có những cái vùng quê đồ ở này kia đó. Là người ta đi về quê ta ở 1-2 ngày, mình phái về nhất thứ nhất là miền Tây. Yeah. Người ta quý khách dữ lắm. Về đó tài xế đó, trời ơi, ăn nhậu thoải mái là ngủ nghỉ, nói chung là người ta y như người nhà, nói chung là người ta tiếp xúc mình y như người nhà vậy đó. Vui, vui như vậy đó. Ờ, em vui, cũng vô gặp mấy vị khách lắm. Như vậy là vui, rồi. Tình cảm. Có cái là thứ hai nữa là có cái là mình được làm công việc nhà. Không, nhiều khi người ta tiếp mình còn quý hơn người nhà người ta nữa. Rồi, mình làm được làm công việc nhà, thí dụ mình chạy bữa nào mà không có tour đi á, thì mình có thể mình công việc nhà của mình làm cái. Nhưng mà cái du lịch hợp đồng này nó chỉ được mấy ngày Tết thôi nè, đâu có nhiều đâu, chắc là, chắc chừng mấy ngày nữa là hết rồi. À đúng rồi, du lịch đó, hợp đồng này thì thường nó là một tuần nó đi khoảng chừng 3 ngày 4 ngày, chứ không thể nào mà một tuần nó đi hết 7 ngày. Cái video này cũng khá dài rồi cả nhà, anh em tâm sự xíu về để biết về nghề xe khách nó như thế nào, rồi những gì anh Vũ đã trải qua và những gì Tuấn thì Tuấn qua bên cái lĩnh vực này chủ yếu là để đi vài bữa để trải nghiệm, để quay những cái khu du lịch thôi, chứ thực ra Tuấn thấy nghề xe khách này đó, nó không có gì cực hết, rất là nhàn. Cực là cực cái gì? Thức đêm anh. Đúng cũng rồi. cũng có cái cực, cũng có nhàn, nhưng mà có nhiều khi phải thức tới 1 giờ đêm là mình phải thức rồi, phải dậy đi đón khách rồi. Còn về cái độ ấy thì nó nhẹ nhàng hơn xe công. Khỏe hơn xe công đúng nhiều. Rồi, đúng rồi. Nhưng mà nó cực cái thức đêm nha. Cực thức đêm. Thức giờ giấc không ổn định. Nhưng mà nhiều khách đó, nhiều khách mà ví dụ như đi vui vẻ. Đi vui vẻ là tài xế nó khỏe lắm. Mà có đi có nhiều khách khó chịu lắm. Đúng rồi, có nhiều khách. Trời ơi khó chịu lắm. Nhiều khách mà mình cố gắng mình làm cho người ta hài lòng mình đó, nhưng mà người ta cũng không hài lòng được. Kỳ vậy. Còn là lúc đó mình đi mình chạy xe mà cảm thấy cái xe nó nặng nề dữ lắm. Vậy hả? Ừ. Có vậy luôn hả? Có. Mà nhiều khách là rất là ok, vui vẻ, thoải mái. Mà bữa giờ em đi em chưa gặp. Còn tiền bạc thì nó không có quan trọng, nó thật sự. Tiền bạc ví dụ như thường đa số hợp đồng này người ta hay bo cho tài xế là nhiều. Nó thật sự đó là có. Em bữa giờ em không bo mấy lần. Nhưng mà không phải là vấn đề là tiền là. Nên mình không cần bo đâu. Ừ, không phải vấn đề như vậy đâu, mà vấn đề đâu khách vui vẻ. Rồi tài xế cũng vui vẻ lại là đi tuyến đường đó nó đi rất là thoải mái. Nó không có nặng nề đầu óc. Dạ. Đừng đi trên xe mà thế này thế kia nọ, hay là thể hiện chủ cả hà ta mướn mày chiếc xe mày mày phải phục vụ tao thế này thế kia nọ. Yeah. Đừng nên làm như vậy, nó thật sự mình khuyên thật luôn á, đi sống với nhau đi với nhau trên quãng đường đó cứ hòa đồng nhau đi là vui vẻ chứ lắm, là đường nó và tuyến đường nó rất là gần, còn mà chỉ còn nặng nề một chút xíu nào cảm thấy nó mệt nhọc dữ lắm. Như hôm qua em anh đi chung á thì cũng vui, nhưng mà nói chung
mình đi nhiều khi có nhiều người ta suy nghĩ, người ta sợ là tốn kém thêm tiền ăn của người ta đó, nên mình tâm lý người ta vô ăn mình không có ăn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng không anh nhận không? Mình tự gọi mình tâm lý á, sợ người ta xong trong đầu người ta sẽ suy nghĩ điều đó, tất nhiên phải có, làm gì phải tính toán. Đúng rồi, có không anh? Có chứ, mình thấy cái biểu hiện của ta cái là mình cũng biết đón được một phần nào. Dạ. Đón được một phần nào, nói chung là trên xe mình chở khách thì mình thấy người khách người ta vui hay không vui thì người ta cũng biểu hiện ra một ít là cái phần nào thì mình biết được, mình đón được. Tại vì mình phục vụ khách cũng nhiều á, mai khách này là mốt khách nọ, nhìn mình cũng phán đoán được, đi trong mình chạy xe vậy đó. Mình đoán được cái ông già đó ông qua đường hay không qua đường, mình cũng đoán được bao nhiêu phần, bao nhiêu phần trăm. Một video cũng khá là dài rồi, Tuấn xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào một clip mới nhất. Thì sắp tới thì sẽ có những cuộc hành trình đi Châu Đốc hay là đi Nha Trang này kia, thì có khu du lịch nào hay thì Tuấn sẽ quay lại cho cả nhà. Tuấn xin chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Thì đây là anh Vũ Dương, là chuyên viên về lĩnh vực vật xe khách, thì cũng anh em rất là thiện lành, chơi với nhau vui vẻ. Anh em mà có ai mà có anh chị em nào mà có thích về lĩnh vực xe khách thì liên hệ cho anh Vũ Dương, kết bạn với anh Lý Vũ Dương qua YouTuber, là anh là Vũ Dương ha. Đúng rồi, đúng rồi. Facebook anh là gì? Cũng Vũ Dương luôn. Facebook Zalo là Vũ Dương luôn. Đó. Anh em có gì cứ liên hệ với trực tiếp anh Vũ Dương. Rồi anh em cùng nhau trao đổi, mình gọi là bốn bể là nhà, tứ hải gia huynh đệ. Nói chung là mình cứ gắn kết hết, chung là mình lên đây là mình giao lưu hết, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, có những gì đó thì mình nói ra, thì nói chung có đụng chạm với ai không, thì cũng thông cảm với mình. Trong cuộc sống không ai cho ai cái gì, cũng không ai biếu ai gì hết, chủ yếu mình tình cảm đến nhau vui vẻ, vui vẻ là hòa đồng. Đúng rồi, đúng, anh công nhận cái lời đó em. Đúng rồi, chuẩn chuẩn không? Không có ai là cho ai cái gì hết, nhưng mà chỉ mình không ai cho ai gì. Chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau thôi. Đúng rồi. Rồi chào cả nhà. Rồi, chào cả nhà nha.